Vâng, xin chào các chào các chị ở lại với trang thức của ngày xưa. Ngày nay lên được duyệt của cái cơn mạ vàng thập kỷ 70-79 nhé. Vâng, trước vào kênh thì bác có thể like xem nhiều, bác like xem nhiều giá không tốt. Vâng, em với số lượng lớn em về em đi rất nhanh nhé. Vâng, đây là mã số 01 này. Con này size 52, chiều ngang 13,8 nhé. Vâng, sản xuất của Mỹ thập niên 70-79 Mỹ xưa nhé. Vâng, con này có đủ size số, tức là có cả size 57, chiều ngang 4,5. Cho nên các bác nào mà to cao cũng rất yên tâm, đủ size số. Ô văn kê. Bác nào ở Hà Nội gần đó có địa chỉ nhé, em xem ký cổ của sơ đồ lính Mỹ nhé. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô ngoài tàu hỏa, phương tiện nhanh nhất cũng gửi phương tiện đó. Thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày, tùy theo thiên tai gì mình bão lũ nhé. Vâng, gầm cầu dưới thì bao giờ nó vẫn có chia AO này, đấy, duy nhất đặc trưng của thập niên 70-79 đó. Rivian nguyên zin xuất sắc nhé, và mới đẹp. Hai cả khác chiều 5/2 AO American Optical, thông tin thông số rất là rõ ràng, yên văn tâm nhé. Đấy, mạ vàng sáng ánh gương, đấy là càng phải là càng trái thế đảo chiều nhau nhé, và rất rõ ràng, xuất sắc nha, và nguyên zin nha. Đấy, những cái dòng này thì em chia sẻ nhanh thôi, vì thực sự các bác là trong quá trình hai mấy năm bán phí cổ em giới thiệu quá nhiều rồi. Và cơn mạ vàng thập niên 70-79 nhá. Và xuất sắc nha, nguyên zin nha. Ô văn kê. Và size 52, chiều ngang 13,8 nhá. Và cái kế có giá 5.500.000 nhá. Giá 5.500.000. Và các bác mua đâu mua nên lựa chọn bán lâu năm có thương hiệu và quy trình mua bán phải rất là rõ ràng. Chẳng hạn như bên em quy trình bán cực kỳ cẩn thận và rõ ràng, bác là chuyển khoản thì bao ship, ship quốc cũng lòng đẳng cấp 100-200 tùy giá trị kính cổ độ món đồ cổ. Ship quốc là ra hàng không tiền đấy, thì cũng lòng đẳng cấp 200. Thì lưu ý vấn đề này, rất nhiều các bác mắc bẫy là sao đối tượng bắt đặt cọc 1-2 triệu tất cả kính cổ đồ cổ, nên đặt cọc là chỉ 1-2 trăm thôi, không nên đặt cọc 1-2 triệu, bởi vì những đối tượng nó sẽ ủ tới quyền bị mất đệm mất làm hơi đấy. Thì lưu ý vấn đề này. Vâng, và thời gian bán hàng bán đáng cực kỳ thoải mái, sáng từ 8 giờ sáng đến 2-3 giờ, từ 8 giờ đến 11 giờ tối, mà tất cả ngày tuần không nghỉ nào, kể cả ngày lễ ngày Tết, với điều kiện bắt điện thoại trước, tránh tình trạng đến đề xuất của em thẩm định gian cầu xưa. Bắt điện thoại trước là em viên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 Trường Chinh, Đống Đa, lắng nghe thấu hiểu tư vấn cố vấn tất cả kính cổ đồ cổ xưa. Và thì có những bác đến đề xuất 2 lần không gặp em, có bác đến chờ mất 1-2 tiếng thay vì thế điện thoại trước ạ, là ok nhất ạ. Và về kính cổ đồ cổ thì bác nên chọn những cái địa chỉ lâu năm, địa chỉ và số điện thoại nó phải lâu năm, gắn liền trên tường ghi vào, nhìn dễ tìm mới thấy. Còn đối tượng nó chỉ ghi một số điện thoại không thôi, địa chỉ ở chỗ khuất tôi khó nhìn khó tìm thì tuyệt đối không mua, rủi ro rất lớn. Và má tơ Lim Anh cao nhá phần cà ba tôi cơm, đấy là kinh nghiệm đấy, bởi vì rất dòng tùy cơ rất nhiều bác mắc bẫy đấy, đặc biệt là đối tượng như Thanh Xuân Hà Đông hay bên Từ Liêm nhiều lắm. Những đối tượng đấy thì nó đăng trên cái trang là mua bán nhanh trên 24h.com.vn đấy, cho nên lưu ý mua bán 24 giờ. Rồi những trang mạng xã hội như Facebook, TikTok cực kỳ là nguy hiểm, nên các bác lưu ý vấn đề này. Đấy, mua bán kính cổ đồ cổ mình phải rõ ràng vì hiện khuôn mặt con người, giọng nói tròn vành có tiếng, và nên mục sở thị ở nhà có làm sao mà để bạn được. Tuyệt đối không mua cái nơi công cộng, trên chung cư, trên tầng nhà cổng cụ thể, rồi là anh ở đâu mang qua xem bưng, hẹn nửa đường mua bán để bán online, mua bán để ship, đấy là mua bán kiểu amateur như thế. Thì lưu ý vấn đề này. Và cơn bạc thập niên 70-79 giá 5.500.000 này, 500k nhá, xuất sắc nhá. Con này không điểm trừ ạ. Tất cả kính đều có điểm trừ thì em nói, mà cây nào không điểm trừ thì em không nói ạ. Và mọi thứ là rõ còn ràng luôn ạ, u văn kê luôn ạ. Và xong rồi, mã số 01 nhá. Mã số 02 đây là gì? Mã số 02 đây là cái bộ Covid đa năng. Bộ này thì em cũng chia sẻ nhiều rồi, chia sẻ nhanh thôi. Bộ này thì có giá là 300.000, nó gọi là 300k nhá. Và bộ Covid đa năng, bộ này có giá là 300.000, gọi là 300k. Đây là hai đầu khẩu nhá. Bên này là ba cái đầu Covid, ba cạnh, ba đầu Covid, bốn cạnh và bốn đầu Covid lục lăng này vặn mở ốc sau hoa khế. Và giá là 300.000-300k nhá. Nhá, rất là nhanh, em chia sẻ nhanh ngắn gọn đó, bởi vì những dòng tất cả kính cổ đồ cổ em giới thiệu quá nhiều rồi. Các bác mua kính cổ đồ cổ cũng đừng nhìn vào lượng đăng ký kinh theo dõi trang, có những đối tượng mới làm 1 năm 2 năm 3 năm, 10.000, 20.000, thậm chí 30.000 đăng ký kênh. Mà kênh YouTube em triển khai 8 năm, bán tại nhà hàng Trinh là 25 năm, duy nhất một địa chỉ số điện thoại và chỉ có 4.000, hơn 4.000 đăng ký kênh. Vì bên em làm các chuyện nghiêm một cách chân tình, chân thật, chân thành, rõ ràng nhất, chia sẻ tất cả các vấn đề về mặt trái soi gốc rễ luôn, để làm sao các bác, anh em các bác ngoài xem những đồ cổ ra thì
cái vấn đề mặt trái xã hội như là cái độ lừa đảo gì đấy, thì là em cũng nói lên để là các bác biết được mà phòng tránh, để tránh được những cạm bẫy rủi ro của những đối tượng lừa đảo răng ra đấy. Ví dụ như điện thoại mạo danh này, hay là những cái thẻ tín dụng mà rút lấy tiền mặt, nhiều đối tượng là nó sẽ bắt đầu cung cấp cái gì quẹt thẻ rút, thì đấy là sẽ bị lộ mật khẩu OTP của mật khẩu OTP đấy, thì lưu ý không nên như thế. Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn các bác về thời gian xem video. Bác nào chưa có nút đăng ký kênh, có thể đăng ký kênh, like và share, thì em sẽ luôn luôn có ra tốt tốt và xin chào các bạn.